Chào cô chú anh chị đã chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay lên bộ mẹ con nè, mẹ siêu đỏ con cái kem á. Vậy mời cô chú xem nội dung, thấy tất cả ý mua thì liên hệ bên em. Chúng ta hình bộ mẹ con là mẹ siêu đỏ ha. Mẹ đẻ con lứa thứ mấy rồi? Mẹ đang ôm con lứa thứ 2 chú anh chị. Mẹ chiều cam đó 1m35 bò à. Thấy không? Chân cẳng nè, không có bú ốp xe xuống lúng xuống lụt gì hết nha, xương sắc và xương to. Chân sau là cô chú, chân trước chân sau là cô chú chị thấy không? À, lúng nè. Đó, dàn lúng kiểu mà không thể nói tới ha. Mẹ đầu tụi. Đó, sái mặt nè. Đầu tụi ha chú anh chị. Nghe được 3 tháng tuổi, nghe cái kem nè cô chú anh chị. Thấy không? Nghe cái kem được 3 tháng tuổi. Đó. Nghe kem cực kỳ ú mẹ, mát sữa. Chân cẳng nghe là không có bú ốc xe xuống đúng luôn hết. Dần mẹ. Đây, mặt mày mẹ cô chú anh chị, đầu trụ ha. Đây. Cô mẹ sấy lưng hơi sụt vì sao chút ha chú anh chị nè, sấy lưng hơi sụt ha. Đó, xong lưng của chú anh chị thấy xong lưng không, con nè. Con cái kem cực kỳ ú luôn. Thì đó, thì bộ mẹ con này anh chú nhà anh bán giá là 33 triệu nha chú anh chị. Mọi con anh chú nhận bán giá là 33 triệu. Bò hay quay tầm xa cho cô chú anh chị thấy rõ nè, cái kem mà. Thấy cái ú không? Cái kem xương sóc nè, móng sò rúng yến bài bản nha chú anh chị. Đó. Cái kem 3 tháng tuổi lưng đôi. Đó, thả đòn dài nha. Thì đó, em mong cô chú anh chị mình xem thấy ưng ý mua thì liên hệ. Mẹ siêu đỏ con cái kem, kem lưng cái kem chú anh chị. Cái kem này sái hơi chồm chút ha. Đó, lắc là mát sữa mẹ là ôm con lứa thứ 2. Thì bên em bán là bao lồi lú là 3 tháng nha. Đó, đó mẹ được ba, mẹ đang con được 3 tháng tuổi. Đó, mình nè, đít này của anh chị. Đít nữa không? À, cái kem nè, rất là mát, sữa, uống ngủ, nút ha. Nhắc lại bộ mẹ con này anh chủ nhà bán giá là 33 triệu. Mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý phù hợp với túi tiền mình mua thì liên hệ cho em ha. Chân cẳng mẹ là móng sò đứng thẳng băng luôn, rúng nè, thấy không? Cặp mình nè, đúng vậy, đít nè. Đó nha. Mẹ thì một màu đỏ mật, không có lem bớt điểm mi gì hết nha cô chú anh chị. Mẹ thả đoạn dài ha. Đít xăng đít. Rồi quay lại cái kem, cái kem nghe nè. Quay cận cảnh tầm cho cô chú xem kỹ ha. Kem đầu trụ luôn chú chị. Sùng sình nha. Mẹ nè, thấy không? Đó. Mẹ lông giam chắc lại bún nướng ha. Chân cẳng nè. Đó. Thì cô chú chị ở gần xa ưng ý bộ mẹ con này liên hệ bên em nha. Cái giá tiền là 33 triệu, giá này cũng cực kỳ mềm yêu thương. Cho cô chú chị mua và nuôi giống sinh sản ha. Ừ. Đây. Mẹ nghe chú chị. Con nè, thấy không? con nó đòn hết biết luôn. Chân cẳng con cũng kỹ nè, thấy chưa, đầu trụi. Đó. Rồi giờ hình ảnh này cũng gửi rồi thì mong cô chú cho mình xem, ưng ý mua liên hệ nha. Đó. Gửi đây là đầy đủ hết rồi ha. Trong lưng nè, mẹ sẽ lưng hay sụt hay chú anh chị. Rồi cô chú anh chị thấy ưng ý mua thì liên hệ. Bên em bán là bao rồi, lú là 3 tháng nha chú anh chị. Đó. Mặt chúng ta hình ảnh là hai con bò ha. Con bò siêu đen này chiều cao em đo là 1m13 chú anh chị. Siêu đen này em đo là 1m13 bò. Đây nha. Đó, đít nè, cô chú anh chị thấy đít nữa không? Đó. Lưng nè. Hàng sái hơi trầm gì da chút ha chú anh chị. Đó, màu đỏ mọt luôn. Sái mặt nghiêm chỉnh, sái lưng hay tròm gì ra chút. Đó. Chân cẳng xương to luôn chú anh chị, móng sò nha. Nè. Thấy không? Chân là móng sò, cầm đứng thẳng, xương sóc và xương to, lúng chuyền bản luôn. Đó. Vú nè, lúng chuyền là bản cả gan luôn chú anh chị. Đây. Em bò em quay tầm xa vậy là cho cô chú anh chị mình thấy rõ nha. Đó. Hiện bò này em báo giá từng con luôn, con này ở trước nhà em bán giá là 19 triệu nghe chú anh chị. Bò đẹp mẫu khác ha. Quay tại con 3B tơ này cũng vậy luôn. Chiều cao là em đo là 1m23 bò ha. Con siêu đen đó em đo 1m13, con này đo 1m23. Sái mặt nghiêm chỉnh. Đó. Sái lưng cũng hơi tròn luôn, thấy không? Chân cản cũng vậy luôn nè. Không có bú ép xe, súng lúng, súng lột gì hết nha. Chân cản xương sóc nè, móng sò cầm đứng thẳng đúng, dàn lúng của chị thấy không? Lúng yếm là bài bản. Đó. À, sái tích lưng nè, cô chú chị. Đó. À. Thì con 3B này anh chủ nhà anh bán giá là 19 triệu 500. Đó, F1 luôn nha. Để giống sinh sản là khỏi phải nói tới nè. Đây đít nè cô chú anh chị. Đít qua nữa không? Trong lưng nè. Chân cản là không có bổ web xe xung đúng xuống luộc gì hết nha. Đó. Quay tầm xa cho cô chú anh chị thấy kỹ nè. Thấy không? Này. Đó. Đít đùi nè cô chú anh chị, đùi dây đít theo rộng thôi. Thiệt hai con bò này màu mẫu giống F1 thì cô chú anh chị mà để nền giống sinh sản là khỏi phải nói tới luôn, rất là tốt bò ha. Đây đúng à, con bò bê thả đòn cực kỳ dài, sái mặt nghiêm chỉnh, sái lưng hay chùm trên chút hay chú anh chị. Sái lưng đi. Đó, ba bê làm đo không sao là 1m23, còn con siêu đen em đo là không sao là 1m13 nghe chú anh chị. Đây siêu đen nè, cực kỳ độc không? Chân cẳng móng yếm nè, xương sống mà phải nói tới hay chú anh chị. Đầu trụi. Sái lưng của anh chị. Đó, lông da bóng nưỡng đỏ mật. Như siêu đen là màu đỏ mật ha. Hàng Doctor. Hàng Doctor này thì dạng giờ để dạng như hàng rất là hiếm. Lúng là dạng lúng chuyền mà bản kiểu về của chúng chị thấy không? Đó thì quả vậy con này có giá là 19 triệu. Đó, một màu này không có lem bớt điểm mi gì hết nha chú anh chị. Đó, đó, một màu ha. Thì hình ảnh chiều cao em gửi rồi nè, thì mong cô chú anh chị mình xem ha, ưng ý mua thì liên hệ nha. Nhắc lại con OB là em đo là 1m nè, 23 đó. Đít nè, thấy chưa? Mong cô chú chị mà ở gần xa ưng ý mua hai bộ này thì liên hệ nha. Đó, lúng chèn bản luôn nè, thấy chưa? Đùi đít nè cô chú anh chị, nhìn thấy mắt ghiền ha. Đó, giờ hình ảnh em cũng gửi rồi, mong cô chú chị mình xem ha, ưng ý được mua thì liên hệ cho bên em.